Yeah, bây giờ đi thiền viện Trúc Lâm nè. Từ từ tới Đà Lạt rồi, thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt. Mua gì vậy con? Áo bình làm gì vậy? Ồ, bán đồ quá trời. Ủa sao vô mua gì vậy bình? Chúc xuống mua bình, đi chơi trước đi. Chúc xuống mua. Chúc mình cũng đi xuống đây mà, giờ đi lên chơi đi. Chiều lớn. Ừ. Ừ, gì đâu rồi? Đi lên chơi đi. Cái lọc đâu? Đi lên thiền viện Trúc Lâm chơi nè. Thiền viện Trúc Lâm này đủ cảnh rất là lạc đẹp quá trời. Đâu rồi, kêu Lộc đi, đợi Lộc lên. Hả? Chú Lộc đâu? Không biết sao cái này cũng lề mại lên. Ổng lần đầu tiên ổng đi chơi đó. Đẹp quá hả? Hăng lắm sao bị cái này lề mại. Mới kêu nó đứng trốn chân đi trốn. Chờ nó đi chơi vui vui vui. Đó rồi mấy đứa lấy máy chụp hình rồi chụp lên cho này chút đi. Cái này đẹp lắm. Wow, đẹp quá chừng luôn. Tôi không cần tưới luôn kìa. Tôi không cần tưới luôn đó. Đẹp quá nè. Anh cũng hơi bị yếu quá nghe, anh không có khỏe đâu nha. Trời ơi, đẹp quá trời luôn. Ô, đi ban ngày bông đẹp quá. Đi vô trong hả? Đi vô trong hả Bình? Sao tới đây đứng vậy? Sao đứng ngang sau lưng người ta anh chị ạ? Ô, đẹp quá. Đấy, chụp hình rồi chơi đi. Cái bông giấy đẹp quá nhỉ. Tạo cái cảnh đẹp ha. Ừ. Không, cái tự nhiên tạo lên cái trái tim đẹp. Ừ. Đi ra đây trước đi rồi coi có chụp hình gì chụp đi. Đây là thiền viện Trúc Lâm nè. Đi vô cúng hả? Đẹp quá trời. Hai đứa nhỏ thôi bệnh cái chừng lạ. Bây giờ nghiêng đất đâu? Đi vô cúng đi rồi làm gì làm đi đâu đi. Kêu hai đứa đó đi. Đây là đây thì
tiền diễn Trúc Lâm nè. Qua bên đây mang dài đi. Wow. Đây. Chùa.